Hello everyone, it's me again, Misty Tip to Talk. Rất vui được gặp lại các em trong video ngày hôm nay. Ở hai video trước, cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần 1 và 2 đề minh họa số 5 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh rồi phải không nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 3, hai bài đọc hiểu để hoàn tất cấu trúc đề minh họa nhé. Ok, are you ready now? Let's start! Bài đọc đầu tiên là bài 5 câu. Việc thứ nhất, hãy lướt qua bài văn và đánh dấu số đoạn nhé. Đây là một bài gồm 3 đoạn. Việc thứ hai, đọc câu hỏi và gạch chân từ khóa. Câu 39, tựa đề tốt nhất cho bài văn này là gì? Câu A, những phát triển mới trong nghiên cứu về virus. Câu B, khám phá về nguyên nhân của căn bệnh, bệnh tật. Câu C, khối xây dựng bản chất của DNA. Và câu D, hiểu biết về virus. Trong 4 đáp án này thì chúng ta thấy có 2 đáp án khá giống nhau, đó là nó đều nói về virus, virus. Đó là đáp án A và đáp án D. Mình sẽ nghiêng về 2 đáp án này các em ha. Và ý chính thường thể hiện ở câu đầu tiên. Thuật ngữ virus bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là độc hoặc chất nhờn. Rồi, bản chất của virus khiến chúng trở nên khó phát hiện trong nhiều năm. Và chúng là ký sinh trùng, cần có tế bào của thực vật, động vật hoặc con người để sinh sống. Vậy tất cả 3 câu này đều thể hiện những hiểu biết về virus. Đáp án của chúng ta là gì? Understanding virus. Đó, mình chắc ăn thì mình cứ đọc các câu đầu tiên của các đoạn các em ha. Còn nếu không thì thực ra thì ngay câu đầu của bài văn chúng ta đã đoán được rồi phải không nào? Câu 40, tác giả ngụ ý rằng vi khuẩn được nghiên cứu sớm hơn virus là bởi vì vi khuẩn dễ phát hiện hơn. Câu B, vi khuẩn khó tiêu diệt hơn. Câu C, virus thì cực kỳ độc. Và câu D, virus chỉ có ở khí hậu nóng. Bản chất của virus khiến chúng khó có thể bị phát hiện trong nhiều năm, thậm chí sau khi vi khuẩn đã được phát hiện và nghiên cứu. Virus không chỉ quá nhỏ để có thể được nhìn ở dưới kính hiển vi ánh sáng, chúng cũng không thể nào bị phát hiện thông qua các hoạt động sinh học của chúng, ngoại trừ khi nó xảy ra cùng lúc với các sinh vật khác. Thực sự thì virus không có dấu vết về các hoạt động sinh học của riêng chúng. Ok, vậy đáp án là A, vi khuẩn dễ bị phát hiện hơn virus. Câu 41, chữ nature trong đoạn thứ 2 gần nghĩa nhất với từ nào? Self-sufficiency, sự tự túc. Self, hình dáng. Characteristic, đặc điểm. Và speed, tốc độ. Đáp án của chúng ta chắc chắn là C, đặc điểm. Bởi vì nature có nghĩa là bản chất. Chúng ta cùng kiểm tra ý nghĩa của nature trong ngữ cảnh đoạn số 2 nhé. Bản chất của virus khiến chúng không thể bị phát hiện trong nhiều năm. Câu 42, đại từ they trong đoạn 2 để chỉ cho cái gì? Bacteria, vi khuẩn. Self, hình dáng. Trace, dấu vết. And viruses, virus. Chúng ta có một cái mẹo để làm bài tập này, đó là chọn danh từ nào hay gặp nhất nhé. Rõ ràng là bài này chúng ta đang tập trung nói về virus, đúng không? Nên đáp án của chúng ta nếu đoán mò các em hãy chọn cho cô câu D. À, chúng ta cùng kiểm tra thử nhé. They thay cho danh từ đứng trước. Thực sự thì virus không có dấu vết gì của các hoạt động sinh học của chính chúng. Không giống như vi khuẩn, chúng không phải là sinh vật sống theo nghĩa chính xác. Vậy thì rõ ràng là they thay cho virus. Thông thường nó hay thay cho chủ ngữ của câu trước nha. Đấy cũng là một cái mẹo các em này. Câu 43, tất cả những cái sau đây là các thành phần của một con virus, ngoại trừ RNA, plant cells, tế bào thực vật, carbon hydrate và áo của protein. Không giống vi khuẩn, virus không có tác nhân sống theo nghĩa chặt chẽ nhất. Virus là những mảnh vật chất đơn giản được cấu thành từ nucleic acid hoặc là DNA hoặc là RNA, có đính kèm trong một lớp áo của protein, được tạo thành từ những đơn vị cấu trúc nhỏ nhất. Một số virus cũng có chứa carbon hydrate và lipid. Như vậy, cái không phải là một thành phần của virus đó chính là plant cells. Đáp án B. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài đọc 5 câu. Tiếp theo sẽ là bài đọc 7 câu. Câu 44 đến câu 50. Bước 1, xác định và đánh dấu các đoạn. Đây là một bài văn gồm có 4 đoạn. Ok. Bước 2, đọc câu hỏi. Câu 44, ý chính của bài văn là gì? Câu A, thang đo nhiệt độ được sử dụng ngày nay. Câu B, so sánh các thang đo nhiệt độ. Câu C, nguồn gốc của nhiệt kế. Và câu D, thang đo nhiệt độ được sử dụng phổ biến nhất.
Đọc câu nào các em nhỉ? Câu đầu tiên của bài văn nhé. Chắc ăn hơn thì đọc các câu đầu tiên của các đoạn văn. Ok. 3 thang đo nhiệt độ, mỗi thang cho phép sự đo lường chính xác thì đang được sử dụng ngày nay. Thang đo được sử dụng phổ biến nhất ở Mỹ đó là thang đo độ F. Thang đo được sử dụng ở nhiều nước khác đó là thang đo độ C. Và cái loại thang thứ ba đó là thang Kelvin. Okay, vậy rõ ràng ý chính của chúng ta là các loại thang đo nhiệt độ được sử dụng ngày nay. Câu 45. Từ fix trong đoạn thứ hai có thể được thay thế bằng từ nào? Order, ra lệnh, đặt hàng, repair, sửa chữa, establish, thành lập, thiết lập, attach, gắn vào. Thông thường thì một từ sẽ mang rất nhiều nghĩa, cho nên chúng ta cần phải dựa vào ngữ cảnh của nó để có thể đoán được nghĩa chính xác nhất trong bài văn nhé. Fix trong đoạn 2. Thang đo đầu tiên của ông có hai điểm cố định, 0 độ là nhiệt độ thấp nhất và 96 độ là những gì mà ông tin là nhiệt độ trung bình của cơ thể con người. Vậy rõ ràng fixed mang nghĩa là cố định, bằng nghĩa với đáp án established, được thành lập. Câu 46. Theo như đoạn văn, nhiệt độ 50 độ C có thể tương đương với bao nhiêu? 223 độ Kelvin, 273 độ Kelvin, 323 độ Kelvin hoặc là 373 độ Kelvin. Vậy so sánh độ C đổi qua độ Kelvin. 0 độ là nhiệt độ đóng băng của nước, còn 100 độ thì chỉ ra nhiệt độ sôi của nước. Đây chính là trong thang đo độ C. Trong đoạn thứ tư nói về thang đo Kelvin. Trong thang đo Kelvin, 0 độ thì tương đương với độ 0 tuyệt đối. Nước đóng băng ở 273 độ và sôi ở nhiệt độ cao hơn đó 100 độ. Thang đo Kelvin rất phù hợp với một số lĩnh vực khoa học bởi vì nó không có bất cứ một giá trị âm nào, nhưng mà nó vẫn duy trì được độ khác biệt 100 độ giữa nhiệt độ đóng băng và độ sôi của nước mà thang đo độ C có, và chính vì vậy có thể dễ dàng đổi sang độ C bằng cách trừ đi 273 độ từ nhiệt độ của thang đo Kelvin. Ok, thì từ nhiệt độ của Kelvin trừ đi 273 sẽ ra nhiệt độ độ C, và ngược lại từ độ C thì chúng ta sẽ cộng thêm 273 ra nhiệt độ của thang Kelvin. Vậy thì 50 độ C sẽ tương đương với 323 độ. Câu 47. Từ adopted trong đoạn thứ 3 có thể được thay thế bằng từ nào? Take on, đảm nhận, đưa lên. Brought up là quá khứ của bring up, nghĩa là nuôi lớn. Look upon, nghĩa là nhìn lên, coi trọng. And turn down, từ chối hoặc là vặn nhỏ xuống. Ta cùng xem ngữ cảnh của adopted trong đoạn 3 nhé. Sau cuộc cách mạng Pháp, thang đo được phát triển ở Pháp đã được thông qua như là một phần của hệ thống mét ở đất nước này dưới cái tên centigrade, mà có nghĩa là 100 đơn vị. Và từ đó trở đi, nó lan rộng ra khắp thế giới. Ok, như vậy, adopted nghĩa là thông qua, được đưa ra. Gần nghĩa nhất với nó là take on, đưa lên, đưa ra. Câu 48. Từ it trong đoạn 4 chỉ cho cái gì? Thang đo Kelvin, a negative value, một giá trị âm. A scientific research, một nghiên cứu khoa học. And a difference, một sự khác nhau. Ok, đại từ it là để thay thế cho danh từ đứng trước, cho nên chúng ta sẽ đọc câu phía trước nữa nhé. Tuy nhiên, đoạn 4 này nói đến thang đo Kelvin, cho nên trong trường hợp mà các em đoán mò, các em hãy nghiêng về đáp án là thang đo Kelvin cho cô nhé. Thang đo Kelvin thì khá phù hợp với một số lĩnh vực nghiên cứu khoa học bởi vì nó không có giá trị âm, nhưng mà nó vẫn giữ được sự khác biệt 100 độ giữa độ đóng băng và độ sôi của nước. Vậy rõ ràng nó ở đây chính là chỉ về the Kelvin scale, thang đo Kelvin. Đáp án A. 49. Câu nào sau đây không đúng về thang đo độ C đầu tiên theo như đoạn văn? Ok. Thông thường tìm câu không đúng thì nếu như trong 4 câu có một câu có not thì các em hãy chọn cho cô câu có not nhé. Hoặc là có những chữ như là only, on hoặc là always thì chúng ta chọn luôn. Nhưng mà ở đây trong 4 đáp án này không có cái câu nào như vậy. Vậy thì những câu có con số sẽ giúp chúng ta dễ dàng tìm ra xem nó đúng hay nó sai hơn. Vậy thì hãy tìm cho cô câu D đầu tiên này. Trên đó 0 độ là độ nước đóng băng. Trên nhiệt kế mà Celsius phát triển. Tuy vậy, 0 độ được sử dụng để chỉ cho nhiệt độ sôi của nước và 100 độ chỉ cho độ đóng băng của nước. Vậy rõ ràng câu không đúng đó chính là 0 độ chỉ cho
nhiệt độ mà nước đóng băng. Câu C, 100 độ phân tách độ đóng băng và độ sôi. Khi nãy cô vừa đọc xong là chính xác đúng không nào? Rồi, câu A, nó được phát triển bởi một nhà thiên văn học người Thụy Điển. Và câu B, nó được đưa vào sử dụng thế kỷ thứ 18. Chúng ta cùng kiểm tra hai thông tin này xem nhé. Thang đo mà được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới là thang đo độ C, Andrus Celsius, một nhà thiên văn học người Thụy Điển. Câu A đúng, đã phát triển một nhiệt kế vào năm 1741, đó là thế kỷ thứ 18, cũng đúng. Ok, vậy rõ ràng chỉ có câu D là câu sai. Câu cuối cùng, cái nào sau đây có thể được suy ra từ đoạn văn inferred? Câu A, thang đo Kelvin có mức độ phổ biến nhất trên thế giới ngày nay. Câu B, thang đo độ C được sử dụng thực sự là phiên bản đầu tiên. Câu C, vào năm 1948, những quốc gia đã đồng ý đặt tên thang đo centigrade theo tên của người mà đầu tiên đã phát triển ra phiên bản của thang đo này. Và câu D, Kelvin, Fahrenheit và Celsius đã hợp tác với nhau để phát triển ra thang đo của riêng họ. Vậy, câu suy luận là một câu khá khó cho nên tìm những câu có con số sẽ dễ hơn. Chúng ta sẽ tìm câu C trước nào. Vào năm 1948, một thỏa thuận quốc tế đã được thực hiện để đặt lại tên của thang đo centigrade là thang đo Celsius để vinh danh nhà khoa học mà đầu tiên được biết đến là sử dụng thang đo 100 độ. Như vậy rõ ràng đáp án của chúng ta là câu C. Ok, that's it, the end of part 3 and also the end of the fifth mock test. Congratulations! Chúc mừng các em, chúng ta lại hoàn thành thêm một đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh nữa rồi. Bây giờ thì đã đến lúc để nói lời tạm biệt rồi, nhưng đừng quên là like, share video và đăng ký kênh ủng hộ cô để tiếp tục theo dõi đề minh họa tiếp theo nhé. Ok, it's time to say goodbye and see you again.